Kính thưa chủ tọa đoàn và kính thưa các anh chị và các bạn đồng nghiệp, em xin trình bày về bài báo cáo của mình ạ. Bài báo cáo của em là đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tình trạng đột biến dung hợp gen ML4-ALK ở người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ. Bài báo cáo của em gồm có 5 phần ạ. Phần đặt vấn đề tổng quan, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả bàn luận và kết luận ạ. Nhất là phần đặt vấn đề ạ. Ung thư thì vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu, trong đó có ung thư phổi là một trong những ung thư có tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong cao nhất trên thế giới và ở Việt Nam ạ. Bên cạnh thuốc lá thì có rất nhiều nguyên nhân khác được xác định trong ung thư phổi, trong đó thì có đột biến gen ạ. 85% ung thư phổi là ung thư phổi không tế bào nhỏ và thường được phát hiện bệnh khi ở giai đoạn tiến triển. Điều trị bệnh khi đó thì gặp rất nhiều khó khăn và cho hiệu quả không cao ạ. Đột biến dung hợp gen ML4-ALK thì được phát hiện trong thời gian gần đây và trở thành một hướng mới trong liệu pháp điều trị đích. Tuy nhiên là không có nhiều nghiên cứu ở Việt Nam về dung hợp gen này ạ. Thì thế nên là em tiến hành nghiên cứu này với hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ. Và thứ hai là nhận xét kết quả đột biến dung hợp gen ML4-ALK ở người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ và một số yếu tố liên quan ạ. Nhất về phần tổng quan ung thư phổi ạ. Ung thư phổi hay ung thư phế quản là thuật ngữ dùng để chỉ các bệnh lý ác tính của phổi xuất phát từ biểu mô niêm mạc phế quản, tiểu phế quản, phế nang hoặc từ các tuyến của phế quản hoặc các thành phần khác của phổi. Và 85% ung thư phổi là ung thư phổi không tế bào nhỏ. Trên bảng thì theo Globocan 2020 thì ung thư phổi ở giới nam thì là đứng thứ 3 trên thế giới về tỷ lệ mắc với đứng thứ nhất trên thế giới về tỷ lệ mắc với 14,3%, còn ở nữ giới thì đứng thứ 3 trên thế giới về tỷ lệ mắc với 8,4%, đứng sau ung thư vú và ung thư đại trực tràng. 80-85% ung thư phổi thì có liên quan đến tình trạng hút thuốc. Có 15-20% những trường hợp ung thư phổi thì không có tiền sử hút thuốc được ghi nhận. Và các nguyên nhân khác được xác định bao gồm là bức xạ ion hóa, phơi nhiễm nghề nghiệp, các yếu tố về ô nhiễm không khí và các yếu tố về gen. Cơ chế di chuyển của ung thư phổi diễn ra qua nhiều giai đoạn. Thông qua các quá trình tích lũy đột biến dưới tác động của các yếu tố nguy cơ, sự mẫn cảm của hệ gen, các cái tín hiệu ngoại bào sẽ kích thích các thụ thể nằm trên màng tế bào và trong tế bào chất. Sau đó sẽ hoạt hóa các cái tín hiệu dẫn truyền trong tế bào và kích hoạt quá trình tăng sinh biệt tăng sinh chống lại sự chết theo chương trình. Trên hình thì là dung hợp gen ML4-ALK thì được phát sinh do một cái đột biến đảo đoạn trên nhánh ngắn của nhiễm sắc thể số 2 và được công bố lần đầu tiên năm 2007 bởi Soda và cộng sự. Trên hình thì là cấu trúc của phân tử ALK thì gồm có 3 phần là phần ngoại bào, gian bào và nội bào. Các cái tín hiệu bên ngoài thì sẽ gắn vào cái phần ngoại bào và sẽ hoạt hóa phân tử ALK, sẽ kích hoạt các cái con đường dẫn chuyển ở trong tế bào và kích hoạt sự tăng sinh biệt hóa và chống lại sự chết theo chương trình ạ. Dung hợp gen ML4-ALK thì xuất hiện trong khoảng 7% trường hợp ung thư phổi không tế bào nhỏ. Độ tuổi khởi phát thì thường là trẻ tuổi và thường gặp ở bệnh nhân không hút thuốc. Hình thái tổn thương mô bệnh học chủ yếu là ung thư biểu mô tuyến và không có sự khác biệt về giới tính và chủng tộc. Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì tiêu chuẩn lựa chọn là các bệnh nhân được chẩn đoán ung thư phổi không tế bào nhỏ với một trong các mẫu bệnh phẩm sau, nhất là sinh thiết u qua nội soi phế quản, sinh thiết u qua sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của các lớp vi tính hoặc siêu âm qua thành ngực, sinh thiết màng phổi mù hoặc qua nội soi phế quản, qua nội soi màng phổi, sinh thiết hạch ngoại vi hoặc cell block dịch các màng. Bệnh nhân được làm xét nghiệm đột biến tìm đột biến dung hợp gen ML4-ALK. Về tiêu chuẩn loại trừ là ung thư phổi thứ phát, ung thư phổi kèm theo các ung thư khác. Phương pháp nghiên cứu là cắt ngang mô tả và chọn mẫu thuận tiện. Về kết quả và bàn luận, thứ nhất là đặc điểm chung của các nhóm của nhóm đối tượng nghiên cứu thì về độ tuổi trung bình của nhóm đối tượng nghiên cứu là 62,5 và độ tuổi thường gặp nhất là trên 60 tuổi thì cái kết quả này tương tự với kết quả của Huỳnh Quang Huy năm 2019 ạ. Tỷ lệ giới tính thì xấp xỉ là 1:1 ạ. Về các yếu tố nguy cơ trong đó có thì có yếu tố nguy cơ về hút thuốc và các bệnh lý tim các cái bệnh lý đồng mắc khác thì 47/101 bệnh nhân thì có tiền sử hút thuốc chiếm tỷ lệ 46,5%. Các cái bệnh lý tim mạch các cái bệnh lý đồng mắc thì là cao nhất là bệnh lý về tim mạch chiếm 24,7% và trong đấy thì chủ yếu là bệnh lý tăng huyết áp và bệnh lý mạch vành.
Thứ hai là các bệnh lý về hô hấp thì trong đó chiếm chủ yếu là COPD ạ. Về triệu chứng lâm sàng thì triệu chứng thường gặp nhất là mệt mỏi và gây sút cân. Trong chiếm tỷ lệ là 54,5% và 55,5%. Về triệu chứng cơ năng hô hấp thì triệu chứng thường gặp nhất là triệu chứng ho và đau ngực, chiếm tỷ lệ là trên 50%. Về các cái triệu chứng u xâm lấn tại chỗ và di căn thì triệu chứng thường gặp nhất là triệu chứng tràn dịch màng phổi, đau đầu và đau cột sống với tỷ lệ lần lượt là 25,7, 16,8 và 10,8%. Trong đấy thì các cái triệu chứng hiếm gặp khác thì gặp với cái tỷ lệ từ 1 đến 3% như là hội chứng pancostobias, hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên. Về các cái đặc điểm hình ảnh học thì vị trí khối u của các cái thùy có sự khác nhau và thường gặp nhất ở thùy trên phổi trái và thùy trên phổi phải. Thùy giữa phổi phải là vị trí mà ít gặp nhất. Về phân bố kích thước u ở trên các lớp vi tính thì khối u nguyên phát trên phim các lớp vi tính ngực ở thời điểm phát hiện thì thường là từ 3 đến 5 cm, chiếm tỷ lệ là 46,5%, trong đó tỷ lệ khối u trên 3 cm là chiếm 83,1%. Kết quả này tương tự với kết quả của Trần Nguyên Phú năm 2005. Về phân đánh giá hạch vùng thì tỷ lệ phát hiện hạch thường gặp nhất là ở giai đoạn N3, chiếm tỷ lệ là 57,4%. Về các cái vị trí di căn xa thì vị trí thường gặp nhất là di căn xương và di căn não, chiếm tỷ lệ là 27,7% và 26,8%. Phần lớn bệnh nhân thì được phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, trong đó có 95% bệnh nhân thì ở giai đoạn không còn khả năng phẫu thuật, tức là giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Kết quả này cũng tương tự với kết quả của tác giả Vũ Văn Nguyên năm 2018, tỷ lệ bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn 3-4 là 74%. Về hình thái tổn thương mô bệnh học thì có 94% bệnh nhân có hình thái tổn thương mô bệnh học là ung thư biểu mô tuyến. Về mục tiêu thứ hai, tỷ lệ đột biến du hợp gen MLL4-ALK thì là nghiên cứu của chúng em tiến hành trên 101 bệnh nhân thì thu được 11 bệnh nhân có mang đột biến du hợp gen, chiếm tỷ lệ là 10,8%. Kết quả này cao hơn so với tỷ lệ thường gặp là 7%. Điều này có thể giải thích là do thứ nhất là cái mẫu nghiên cứu chưa đủ lớn, thứ hai là có thể có sự khác biệt về tỷ lệ mang du hợp gen giữa các cái vùng địa lý và các cái sự khác nhau giữa các cái phương pháp để phát hiện đột biến gen. Tuy nhiên cái kết quả này thì cũng tương tự với kết quả của Giang và cộng sự nghiên cứu trên đối tượng là bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ ở Quảng Đông, Trung Quốc, phát hiện bằng phương pháp giải trình tự gen và PCR. Đây là tỷ lệ đột biến dung hợp gen ở trong một số nghiên cứu ở trên thế giới. Về mối liên quan giữa dung hợp gen MLL4-ALK và một số các cái đặc điểm khác thì cái bảng. Đây là thứ nhất là về giới tính thì là không có sự khác biệt giữa đối tượng mang đột biến dung hợp gen và không mang đột biến dung hợp gen. Còn về độ tuổi thì là có 81,9% bệnh nhân mang đột biến dung hợp gen ở độ tuổi là bé hơn 60 tuổi thì cao hơn nhiều so với đối tượng bé hơn 60 tuổi mà không mang đột biến dung hợp gen, và sự khác biệt này thì có ý nghĩa thống kê. Thứ hai là về cái tình trạng hút thuốc thì là với những bệnh nhân mang đột biến dung hợp gen thì là có 10 bệnh nhân, chỉ có một bệnh nhân thì là có tiền sử hút thuốc. Và cái sự khác biệt giữa nhóm mang dung hợp gen và không mang dung hợp gen thì là có ý nghĩa thống kê. Về hình thái tổn thương mô bệnh học thì là hình thái tổn thương mô bệnh học ưu thế là ung thư biểu mô tuyến. Một số các cái đặc điểm khác như là tình trạng di căn màng phổi hay là kích thước khối u hay tình trạng di căn hạch hay là phân bố giai đoạn thì là hiện tại chưa phát hiện thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm mang đột biến dung hợp gen và nhóm không mang đột biến dung hợp gen. Em xin được sang phần kết luận ạ. Về các đặc điểm chung và một số các yếu tố nguy cơ thì độ tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 62,5. Trong đấy trẻ nhất là 35 tuổi và lớn nhất là 82 tuổi. Tỷ lệ nam nữ xấp xỉ là 1:1 ạ. Có 46,5% bệnh nhân có tiền sử hút thuốc và 53,5% bệnh nhân không có tiền sử hút thuốc. Trong các cái bệnh lý đồng mắc thì có 24,7% bệnh lý tim mạch và 10,8% là bệnh lý hô hấp kèm theo. Mệt mỏi và gây sút cân là hai triệu chứng toàn thân thường gặp nhất. Ho đau ngực thì là các cái triệu chứng cơ năng về hô hấp thường gặp nhất, chiếm tỷ lệ trên 50%. Về các cái triệu chứng mà u lan tỏa và xâm lấn thì thường gặp nhất là tràn dịch màng phổi, đau đầu và đau xương. Vị trí khối u ở các cái thùy thì có sự khác biệt về tỷ lệ.
Và kích thước khối u nguyên phát trên phim chụp cắt lớp vi tính ở thời điểm phát hiện bệnh thì là chủ yếu thường gặp từ 3 đến 5 cm. Tỷ lệ phát hiện hạch ở giai đoạn N3 là chiếm tỷ lệ cao nhất. Vị trí di căn thường gặp là di căn xương và di căn não, và phần lớn bệnh nhân thì được phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn. Không, khi đấy là không còn khả năng phẫu thuật. Tổn thương mô bệnh học chiếm ưu thế là ung thư biểu mô tuyến. Tỷ lệ đột biến dung hợp gen ML4ALK mà nghiên cứu thu được là 10,8%. Và dung hợp gen ML4ALK thì có sự liên quan liên quan với cái tình trạng không có tiền sử hút thuốc ở độ tuổi khởi phát thì là trẻ tuổi, và tổn thương mô bệnh học ưu thế là tổn thương ung thư biểu mô tuyến và không có mối liên quan giữa dung hợp gen ML4ALK và giới tính, cũng như là phân độ giai đoạn bệnh hay là kích thước u và tình trạng di căn màng phổi và di căn hạch. Em xin được kết thúc bài trình bày của em ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Cảm ơn bác sĩ Dương Thị Thùy Linh đã có bài trình bày rất là mạch lạc. Tôi xin phép được hỏi một câu. Trong cái phần kết quả của bạn, bạn có nói rằng là có mối tương quan giữa tình trạng hút thuốc và dung hợp gen. Thì bạn có thể lý giải được tại sao bạn lại tìm thấy cái phát hiện này không? Có phải hút thuốc dẫn đến việc đột biến gen hay dung hợp gen không? Thực ra là em cũng chưa đọc được một cái nghiên cứu nào là liên quan đến cái tình trạng là hút thuốc nó có gây nên các cái đột biến gen như kiểu đột biến gen ML4ALK ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ hay không. Nhưng mà cái nghiên cứu của em thì là vì sao em làm tìm cái mối liên quan giữa cái đột biến dung hợp gen và tình trạng hút thuốc là bởi vì các cái bệnh nhân ung thư phổi thì hầu hết là người ta sẽ có cái tiền sử hút thuốc trước đây. Nó khác so với tức là nó nên là ví dụ như là bệnh nhân của mình thì em muốn tìm cái mối liên quan với cái tình trạng hút thuốc đấy để xem là nó có liên quan hay không. Còn hiện tại thì cái tình trạng hút thuốc mà nó có gây đột biến gen hay không thì thực ra em cũng chưa đọc được cái nghiên cứu liên quan về vấn đề đấy ạ. Thế bây giờ em tìm thấy là có mối liên quan. Vâng ạ. Xong rồi sao nữa? Thì đối với những cái bệnh nhân mà trẻ tuổi mà không có tiền sử hút thuốc mà phát hiện ung thư phổi thì không tế bào nhỏ thì em sẽ cho bệnh nhân làm các cái xét nghiệm để tìm đột biến gen để xem là bệnh nhân có những cái đột biến gen đấy không ạ. Ok, cảm ơn em.